Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 34, làm quen với vần am, vần âm và vần âm. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 80. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học là phần số 1, nhận biết. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết các em thấy được những gì trong tranh? À, chúng ta thấy có một chú nhện. Chú nhện này đang ngắm nghía tấm lưới do chính mình dệt ra. Và tương ứng với nội dung của bức tranh, cô có câu sau. Nhện ngắm nghía tấm lưới vừa làm xong. Các em hãy nghe cô đọc lại một lần nữa nhé nhện ngắm nghía tấm lưới vừa làm xong. Các mà trong câu nhện ngắm nghía tấm lưới vừa làm xong, thì tiếng ngắm có vần âm, tiếng tấm có vần âm, tiếng làm có vần am. Đây cũng là ba phần mà chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động thứ hai, đọc đây là vần am. Vần am được cấu tạo bởi hai âm. Âm A đứng trước, âm M đứng sau. Vần am chúng ta sẽ đánh phần là A, M, am, am. Đây là vần âm. Vần âm được cấu tạo bởi hai âm. Âm á đứng trước, âm M đứng sau. Vần âm chúng ta sẽ đánh vần là á, m âm âm đây là vần âm vần âm được cấu tạo bởi hai âm âm ớ đứng trước âm mờ đứng sau vần âm chúng ta sẽ đánh vần là ớ m âm âm các em hãy đọc theo câu nào âm 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 Cô có ví dụ sau. Cô có vần am. Bây giờ cô muốn có tiếng làm thì cô sẽ thêm âm L phía trước vần am và dấu huyền ở trên đầu A. Như vậy, tiếng làm chúng ta sẽ đánh vần là L, am, lam, huyền, làm, làm. Tiếp theo, cô có các tiếng sau. Các em hãy cùng cô luyện đọc các tiếng này nhé cờ am cam cam khờ am kham sắc khám khám âm ngã ẩm ẩm cờ âm câm huyền cầm cầm đờ âm đâm nặng đậm đậm nhờ âm nhâm hỏi nhẩm nhẩm bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các tiếng này nhé cam khám ẩm cầm đậm nhẫm Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc từ nhé các em. Cô có các hình ảnh sau. Bên dưới hình ảnh có các từ ngữ thể hiện nội dung của hình và chúng ta sẽ luyện đọc các từ ngữ này. Các em hãy đọc theo câu nào? Quờ A qua hỏi quả Cờ am cam Quả cam Tờ âm tâm Trờ e tre Tâm tre Cờ u cu hỏi cũ Sờ âm sâm Cụ sâm Bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các từ ngữ này nhé quả cam tâm tre củ sâm qua các từ ngữ mà chúng ta vừa luyện đọc các em hãy tìm cho cô tiếng có vần am, vần âm và vần âm à đúng rồi tiếng có vần am đó là tiếng cam tiếng có vần âm là tiếng tâm. Tiếng có vần âm là tiếng sâm. Phần tiếp theo của bài học là phần số 3, viết. Trong phần này, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện viết vần am, vần âm, vần âm, từ tâm tre, từ cũ sâm. Các em hãy lấy vở tập viết ra, lật ra trang số 25 để chuẩn bị viết bài nhé. Các em lưu ý khi viết bài thì các em phải ngồi đúng tư thế, trình bày bài viết cho sạch đẹp, không bôi xóa và chú ý phải viết đúng kiểu chữ nha các em. Chúng ta sẽ viết bằng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa. Bây giờ các em hãy xem video hướng dẫn cách viết văn am. Đặt bút dưới đường kẻ ba một chút, viết chữ A. Từ điểm dừng bút của chữ A, rê bút viết tiếp luôn chữ M và dừng bút ở đường kẻ hai. Tiếp tục, các em hãy xem video hướng dẫn cách viết vần âm. Đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút, viết vần am và dừng bút ở đường kẻ 2. Sau đó, lia bút lên trên đầu chữ a, viết dấu á. Tiếp tục, các em hãy quan sát video hướng dẫn cách viết vần âm. Đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút, viết vần am và dừng bút ở đường kẻ 2. Sau đó, lia bút lên trên đầu chữ a, viết dấu nón để tạo thành chữ ớ. Vừa rồi, các em đã theo dõi video hướng dẫn cách viết vần am, vần âm và vần âm. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết từ tâm tre và từ củ sâm. Đầu tiên, là chúng ta sẽ viết từ tâm tre. Để viết được từ tâm tre, các em sẽ viết cho cô chữ tâm trước đặt bút ở đường kẻ hai viết chữ tờ từ điểm dừng bút của chữ tờ các em rơi bút viết tiếp luôn vằn âm và dừng bút ở đường kẻ hai sau đó các em sẽ cách ra một chữ o để viết chữ tre đặt bút ở đường kẻ hai viết chữ trờ từ điểm dừng bút của chữ trờ các em rơi bút viết tiếp luôn chữ e và dừng bút trên đường kẻ một một chút như vậy, chúng ta đã viết xong từ tâm tre. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết từ củ sâm. Để viết được từ củ sâm, đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ củ trước. Đặt bút dưới đường kẻ ba một chút, viết chữ cờ. Từ điểm dừng bút của chữ cờ, rơi bút, viết tiếp luôn chữ U và dừng bút ở đường kẻ hai. Sau đó, lia bút lên trên chữ U, viết dấu hỏi. Chúng ta sẽ được chữ cũ. Tiếp tục, cách một chữ o, chúng ta sẽ viết tiếp chữ xăm. Đặt bút ở đường kẻ 1, viết chữ sr. Sau khi chúng ta viết xong chữ sr, chúng ta sẽ viết tiếp vần âm và dừng bút ở đường kẻ 2. Các em lưu ý, khoảng cách giữa chữ sr và vần âm sẽ cách ra khoảng nửa ô ly. Như vậy, qua phần hướng dẫn của cô vừa rồi, sau bài học này, các em hãy hoàn thành phần tập viết này vào trong vở tập viết cho cô nhé. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học, đó là phần số 4, đọc. Trong phần này, chúng ta sẽ quan sát tranh và luyện đọc nội dung ở bên dưới tranh. Quan sát tranh thì chúng ta sẽ thấy, đây là tranh vẽ phong cảnh vào mùa hè và trong tranh có các bạn nhỏ đang nô đùa trên thảm cỏ ven bờ hồ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nội dung của bức tranh nhé trước tiên các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu mùa hè ve râm ran sen nở thắm lũ trẻ nô đùa trên thảm cỏ ven hồ các em vừa nghe cô đọc mẫu bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài r âm râm r an ran N-ơ-nơ hỏi nở Thờ âm thanh sắc thắm Nở thắm Thờ âm thanh hỏi thảm cờ o cơ hỏi cỏ Thảm cỏ Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc câu Bài đọc có tất cả hai câu Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu Để các em thấy rõ Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc câu 1. Các em lưu ý, khi đọc tiếng nào mà các em đọc không được thì các em có thể đánh vần trước rồi sau đó đọc trơn lại. Mùa hè, ve râm ran, sen nở thắm. Câu 2. Lũ trẻ nô đùa trên thảm cỏ ven hồ. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em luyện đọc từ luyện đọc câu. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc lại cả bài đọc nhé. Các em hãy lưu ý, khi đọc gặp dấu phẩy thì chúng ta sẽ ngắt hơi ngắn, còn gặp dấu chấm thì chúng ta sẽ nghĩ hơi dài hơn một chút nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc lại cả bài đọc nào. Mùa hè ve râm ran, sen nở thắm. Lũ trẻ nô đùa trên thảm cỏ ven hồ. Qua bài đọc mà chúng ta vừa luyện đọc, các em hãy tìm cho cô tiếng có vần am, vần âm và vần âm. À, tiếng có vần am đó là tiếng thảm. Tiếng có vần âm đó là tiếng thấm. Tiếng có vần âm đó là tiếng râm. Phần tiếp theo là phần số 5. Nói trong phần này, chúng ta sẽ quan sát tranh và luyện nói về nội dung của bức tranh. Tên của chủ đề chúng ta luyện nói ngày hôm nay là môi trường sống của loài vật. Bây giờ, các em hãy quan sát tranh và nghe cô nói về nội dung của bức tranh này nhé. Quan sát tranh chúng ta sẽ thấy có một chú nai đang cúi xuống uống nước. Và ở đây là một chú hưu đang đứng bên bờ suối. Dưới dòng suối có cá đang bơi trên bầu trời có vài con chim đang bay. Nai và hươu sống trong rừng, cá sống dưới nước, còn chim thì bay lượn trên bầu trời. Như vậy, dựa vào các gợi ý của cô, các em có thể nói với bạn bè về môi trường sống của các loài vật có trong bức tranh này được không? À, và cô tin chắc rằng các em sẽ nói được đúng không nào? và bài học của chúng ta đến đây là hết có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo